Lưu ý thứ nhất, tránh ngủ ở nơi có gió lùa. Khi ngủ vào ban đêm, tuy cần phải giữ cho không khí trong phòng được lưu thông, nhưng bạn phải tránh gió lùa, đừng để gió thổi trực tiếp vào người. Nguyên nhân là khi ngủ, khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài của cơ thể bị giảm đi. Nếu gió thổi vào người lâu ngày, không khí lạnh sẽ xâm nhập vào cơ thể, dẫn đến cảm lạnh. Lưu ý thứ hai, khi ngủ đừng chùm đầu. Vào mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh, mọi người thường thích cuộn mình trong chăn ấm. Vì vậy, có những người thích phủ chăn che đầu khi ngủ, cảm giác rất ấm áp. Thật ra, điều này rất có hại cho cơ thể, vì làm vậy sẽ khiến cho ta hít nhiều khí CO2 vào cơ thể, gây ra tình trạng thiếu oxy, khó thở, làm ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể. Lưu ý thứ ba, tránh bật đèn khi ngủ. Ngủ trong ánh đèn sáng là thói quen đặc biệt không tốt, vì bật đèn khi ngủ sẽ khiến việc tiết melatonin của cơ thể bị ức chế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ và hệ miễn dịch. Hơn nữa, khi ngủ, tuy mắt chúng ta nhắm lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh đèn chói mắt. Ngủ với ánh đèn sáng dễ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, khó đi vào giấc ngủ, dù đã ngủ cũng rất dễ thức dậy nửa chừng. Lưu ý thứ tư, đừng nói chuyện quá nhiều hay xem phim có tính kích thích trước khi ngủ. Nếu nói chuyện quá nhiều hay xem những bộ phim có tính kích thích, phim hành động, kinh dị trước khi ngủ sẽ dẫn đến kích thích não bộ, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Lưu ý thứ năm, đừng ăn trước khi đi ngủ. Sau khi đi vào trạng thái ngủ, một số bộ phận trong cơ thể sẽ vận động chậm lại, đi vào trạng thái nghỉ. Nếu trước khi đi ngủ, bạn lại ăn cái gì đó vào dạ dày và ruột lại phải làm tăng ca, làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Các bộ phận khác của cơ thể cũng không được nghỉ ngơi, chẳng những ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn gây tổn hại đến sức khỏe. Lưu ý thứ 6, tránh dùng não quá độ trước khi ngủ. Nếu bạn có thói quen làm việc hoặc học tập vào buổi tối thì nên làm xong những việc phức tạp, phải vận động não trước, rồi làm những việc nhẹ nhàng sau. Đừng dùng não quá mức trước khi đi ngủ. Hãy làm những việc thoải mái để thả lỏng não bộ. Như vậy sẽ rất dễ đi vào giấc ngủ. Nếu không, khi não bộ ở trạng thái hưng phấn, dù có nằm trên giường cũng khó mà ngủ được. Lâu dần sẽ gây ra triệu chứng mất ngủ. Thói quen thứ nhất, thiếu ngủ. Giấc ngủ là một liều thuốc bổ giúp chúng ta cân bằng lại cơ thể sau một ngày dài hoạt động. Ai cũng biết, chúng ta nên có giấc ngủ đủ 8 tiếng một ngày, từ khoảng 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, thói quen này đang dần bị phá vỡ vì thói quen công việc và nếp sống của chúng ta. Thường thường, chúng ta quan niệm 10 giờ đêm đi ngủ vẫn sớm, đến khi bạn thức đến khoảng 11 giờ hoặc 12 giờ thì khi đó giấc ngủ đã bị xâm hại và cơ thể chúng ta không được hoạt động một cách tuần tự và hiệu quả như vốn có. Ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình nếu như bạn bị mất ngủ. Trong khi ngủ thiếu giấc còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Theo một nghiên cứu, 5.000 người mất ngủ trong 3 năm liên tục thì nguy cơ bệnh tim và đột quỵ cũng tăng 20%. Thói quen thứ hai, dùng điện thoại trước khi ngủ. Thời đại công nghệ là khi chúng ta coi chiếc điện thoại là vật bất ly thân, cùng với những ứng dụng hiện đại khiến chúng ta ngày càng thân thiết hơn với nó. Bởi vậy mà thay vì đọc quyển sách trước khi đi ngủ thì chúng ta lại hay lướt web, chơi game trên điện thoại. Những thói quen này không những có hại mà còn là kẻ thù khiến giấc ngủ của bạn trở nên khó khăn hơn. Việc duy trì thói quen này sẽ khiến bạn mệt mỏi trong ngày hôm sau thức giấc. Thói quen này thường xảy ra nhiều nhất ở lứa tuổi từ 18 đến 40. Cũng theo nghiên cứu được diễn ra tại Trung Quốc, thì cứ 10 cặp đôi vợ chồng trẻ thì có đến 8 cặp đôi, đặc biệt là ở thành phố có xu hướng sử dụng điện thoại trước khi ngủ, khiến cho hoạt động tình dục thường bị đẩy lùi hơn, gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, sự rạn nứt tình cảm giữa hai người. Thói quen thứ ba, để điện thoại, máy tính tại phòng ngủ. Cũng giống như thói quen sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ, dẫn đến thói quen đặt điện thoại ngay cạnh giường hoặc máy laptop. Điều này dường như là tiện dụng để bạn đi ngủ luôn, nhưng cũng tiềm tàng những tác hại xấu trực tiếp đến giấc ngủ của bạn, đến sức khỏe sau mày của bạn về sau. Vì ánh đèn của điện thoại, máy tính sẽ phản chiếu lại, gây ức chế hormone gây ra mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Đôi khi, việc bạn đặt điện thoại sạc trong phòng còn có thể gây ra tình trạng cháy nổ, nổ pin vì pin hoạt động quá công suất. Tốt nhất là bạn nên để thiết bị ở phòng khác, không phải là phòng ngủ của bạn. Hoặc vì điều kiện không gian thì bạn nên để những thiết bị cách xa tối thiểu là 3 mét so với giường nằm. Thói quen thứ tư, uống nước quá nhiều. Phần nước được khuyên uống trong một ngày là 2 lít nước. Tuy nhiên, không phải việc bạn uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, mà trong lượng nước đấy là sự kết hợp giữa những thực phẩm rau củ quả, trái cây. Nhưng bạn nên nhớ, không nên uống quá nhiều nước đặc biệt là buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu bạn uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, bạn sẽ mất ngủ vì cơ thể bài tiết. Bạn sẽ phải dậy đi vệ sinh đêm. Việc uống nhiều nước sẽ gây ảnh hưởng đến hệ bài tiết, khiến cho hệ bài tiết hoạt động nhiều. Theo nhu cầu của bản thân, khi nào khát thì bạn nên bổ sung nước, hoặc bạn chỉ nên uống một ngụm nước trước khi đi ngủ, sẽ khiến cho cơ thể điều hòa, để bạn có giấc ngủ ngon giấc hơn. Thói quen thứ 5, ăn tối quá no. Protein rất khó tiêu hóa, dạ dày của bạn sẽ phải làm việc cật lực để chuyển hóa chúng thành năng lượng, dẫn đến khó ngủ, ngủ không ngon, gây mệt mỏi, đau đầu, lâu dài dẫn đến suy nhược thần kinh và còn dẫn đến đau dạ dày nữa. Do đó, bạn nên tránh ăn quá nhiều dinh dưỡng vào buổi tối, tăng cường ăn rau, củ để tăng cảm giác no, giúp dạ dày làm việc tốt. Hãy nhớ nghỉ ngơi cho thức ăn tiêu hóa bớt rồi mới đi ngủ. Không ăn trong khoảng 1-2 giờ trước khi đi ngủ và bữa tối nên ăn 7 phần no. Sau bữa tối nửa tiếng có thể đi bộ, hoạt động có thể giúp dạ dày tiêu hóa nhanh và giúp ngủ ngon. Thói quen thứ 6, say xỉn khi đi ngủ. Nhiều người thường trước khi đi ngủ uống một chút rượu để cơ thể được dễ chịu và ngủ ngon hơn. Thực tế, thói quen xấu này dẫn đến tình trạng rối loạn giấc ngủ, thậm chí còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất là về mặt xã hội, dễ gây ra bạo lực, tai nạn giao thông, không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn làm đau chính bản thân mình. Thứ hai là về mặt sức khỏe, các chất độc hại trong rượu lâu ngày sẽ gây tổn hại cho não, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, khiến sức khỏe xuống dốc không phanh. Theo nghiên cứu, uống rượu trước khi đi ngủ gây khó thở, thường thì khó thở khoảng 1-2 lần mỗi tối, mỗi lần khó thở kéo dài khoảng 10 phút. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến các bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim. Thói quen thứ 7, ngủ với thú cưng. Hầu hết những người nuôi thú cưng đều để thú cưng ngủ chung với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trước thực tế xu hướng ngày càng phổ biến, các bác sĩ đã khuyên cáo không nên tiếp tục xu hướng này. Ngủ với thú cưng tuy ấm áp, nhưng dễ khiến bạn bị đánh thức dậy giữa đêm khi thú cưng duy triển, động đậy, từ đó gây ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh. Hơn nữa, lông từ chó mèo cũng có thể rụng và nếu hít phải khi ngủ, sẽ gây ra vấn đề lớn tới hệ hô hấp. Thói quen thứ 8, ngủ trong phòng đóng quá kín. Bạn có biết rằng, kể cả khi ngủ thì bộ não vẫn tiếp tục làm việc. Vì thế, nó cần không khí để hô hấp. Thế nhưng nhiều người thường có thói quen đóng kín cửa phòng. Chính điều này sẽ ngăn không khí trong phòng không được lưu thông bình thường, làm giảm lượng oxy trong não và gây ra ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Nhiệt độ quá cao trong phòng có thể gây ra rối loạn quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khí nóng khi hít vào có thể gây tổn thương niêm mạc mũi. Không khí nóng cũng là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn sinh sôi và phát triển nên dễ gây ra cảm cúm. Đối với những người cao tuổi mắc bệnh tim mạch, nhiệt độ trong phòng ngủ cao có thể gây ra tức ngực, mất ngủ, khó thở. Phòng ngủ là 20 độ, độ ẩm 60% là môi trường lý tưởng cho giấc ngủ của bạn. Thói quen thứ 9, bật TV khi ngủ. Các nhà nghiên cứu cho biết, melatonin được tiết ra bởi tuyến tùng gần mắt. Khi mắt cảm nhận được bóng tối, tuyến tùng sẽ mặc định màn đêm đã tới, bắt đầu tiết hormone melatonin. Lượng tiết ra đạt trạng thái cao nhất là vào thời điểm trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, ngoài tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, melatonin còn có tác dụng điều tiết estrogen và progesterone. Hai loại hormone này đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nếu ban đêm tiếp xúc quá nhiều với ánh đèn của TV, đèn ngủ, lượng tiết melatonin sẽ giảm mạnh, từ đó ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của phụ nữ. Thói quen thứ 10, chùm kín đầu khi ngủ. Khi ngủ không được chùm kín đầu để giữ cho hơi thở tốt và cung cấp đủ oxy cho não. Thói quen ngủ chùm kín đầu sẽ hạn chế sự lưu thông không khí trong trán, nồng độ oxy trong trán giảm xuống. Trong quá trình thở, cơ thể hít vào khí oxy và thở ra khí CO2. Khi đầu bạn bị chùm kín, khí oxy trong trán ngày càng ít đi, còn khí CO2 ngày càng nhiều lên. Vì không được cung cấp đủ dưỡng khí nên não bạn sẽ hoạt động kém đi. Tình trạng thiếu oxy kéo dài sẽ khiến các tế bào não bị tổn thương. Người ngủ chùm chăn sẽ cảm thấy tức ngực, thở gấp hoặc nửa đêm cảm thấy ác mộng, lo sợ. Sáng ngủ dậy toàn thân mệt mỏi như vừa trải qua hoạt động nặng. Với những người có tiền sử động kinh hoặc các vấn đề về não, thói quen chùm chăn khi ngủ làm tăng nguy cơ gặp các bệnh tai biến. Về lâu dài, không chỉ khiến trạng thái của người ngủ bị xấu đi, bị chóng mặt mà còn ảnh hưởng đến chức năng bộ nhớ của não.